đi đến đâu mà nó dừng. Thì tôi xin trả lời cũng dựa trong giáo lý căn bản của thầy. Thì bệnh dịch này á, là thầy ra ở quyển nhà 3 năm 1839 lận. Thì bệnh dịch này á, là cũng như thầy ra đời thì phải có luật lệ, phải có quy tắc của đạo. Cho nên thầy mới nói rằng những cái hạng người mà tu nó không có đúng chuẩn hoặc là lợi dụng đạo á, tu á, thì nó sẽ vướng ngay cái bệnh này để mà đánh thức lại cái người tu giả dối. Chứ không có gì lạ, nhưng mà những người tu giả dối như vậy đó mà nếu nhận được ngay của lời Đức Thầy nói á, thì trong cái tôi xin đọc lại là nguyên văn của Đức Thầy: Dương trần sắp vướng bệnh trời từ đây, là vướng là từ nào? Từ năm 1839 ra cái quyển 3. Khuyên trần sớm điệu bắp khoai, là đây từ từ nó sẽ nghèo đói, ăn cần ở kiệm để mà lo tu để mới có thể sống được. Tu Cái cảnh à, khổ đó nha. cái cảnh khổ, cảnh cảnh khổ thảm chiều mơ sẽ đến, sao dân còn thiếu mến trần mê, là vì mình mê này lại mê danh, mê lợi, mê tình. Cho nên những lời chân lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ nói ra, cho nên mình không có chú tâm cho thật tình. Cho nên bây giờ cái bệnh dịch nó đi tới bên rồi mình mới trực nhớ, thì cũng còn có thể quay đầu kịp. Mà nếu người nào đủ tin tưởng thì sẽ quay đầu lại, lo tu chỉnh chạc lại, biết giả dối thì trở lại chân chánh thật thà, thì tu ngay thì có thầy tổ cứu. Cũng như thầy đã nói, nhắn cùng bốn đạo gần xa, tu hành trì chí mới là liễu mai. Thì cái bệnh dịch này ai mà có trì chí á, thì mới có thể liễu mai, mới có hy vọng được. Nó nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh lầu đài quốc dương, niệm Phật chẳng đợi mười hương, miễn tâm thành kính thì tà chương nó cũng gần. Rồi kế tiếp là đao sao bể bắt non tầng, quân phiên tam báo sao hoành cũng qua, tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Thì như vậy á, chúng ta phải cần ghi nhớ cái câu này để mà ráng tu, dầu có hồi đó giờ nó có trải qua những cái gì khó khăn mà mình không có bỏ mạng, mình còn sống đây. Phải nhớ lại lời của thầy nói ở trong cái quyển 3, là cái bệnh dịch tới đây. Thì bây giờ nó đã xuất hiện đã 2-3 năm nay rồi, ở thế giới chết cũng rất nhiều mà ở Việt Nam chết cũng khá lắm. Thì bây giờ tái diễn lại nữa, nhưng theo tôi xét á, thì cái bệnh này nó không bao giờ nó ngưng. Cái bệnh này nó đi kè với cái bệnh mà sanh lão bệnh tử, nếu già thì phải chết, mà nếu ai không có tu là phải nằm trong cái bệnh này hết. Cho nên mình tu chỉnh chạc hay là mình tu chừng đổi sơ sài thì mình tự biết, chứ đâu có ai biết cho mình, thì mình tự sửa làm sao đó mình sửa, thì cái bệnh này mình mới qua khỏi. Nguyện cầu qua khỏi nạn ca tai, đặng coi tiên thánh lầu đài quốc dương, niệm Phật đâu đợi mười hương, đâu có đợi gì vô làm chỉnh chạc như người ta nữa. Đó, miễn tâm thành kính thì tà chưa nó cũng gần, mình tin tưởng Phật trời. Bởi cho nên có một câu nói là tin thật mới làm việc việc Phật, mà nếu mình không tin thật thì mình không thể nào làm cho nó trọn vẹn ở trong cái việc tu Phật. Thì bà con cứ việc, nếu tin thật thì cứ làm y theo lời Phật dạy. Bị cái chữ tin là rất quan trọng lắm. Chữ tin đối với người ta rất nên quan trọng, lựa mà tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ăn hận là cái chỗ này đây. Tin bướng càng thì lầm lẫn phần nhiều. Đó, bây giờ mình có tin bướng càng và tin tin dễ dãi không? Thì bây giờ phải tin tin sâu và nghiệm mà tin sâu nguyện thiết rồi hành thâm mới đi đến cái chỗ là sống còn mai sau. Cảm ơn ông hai đã chia sẻ những lời một mạch vừa qua rất là hay, cho bà con hiểu về cái nguyên nhân mà bà con bị dịch bệnh là do cái nhân tạo, cho nên chúng ta phải niệm Phật ăn chay để vượt qua cái khó khăn. Thì xin hỏi câu hỏi thứ hai đó là trong giảng thầy có để là tam châu ngũ ngạn hữu ngạn lỵ nhỏ sang thập bát Nhỏ nhỏ xa. và nhỏ xa thập bát chư ban động can qua, thì dài dài đến. Thì có người nói là sau này thập bát quốc sẽ vào chiếm vùng núi, sẽ đánh ở những cái chỗ là Tam Châu đó. Vậy cho hỏi là có đúng gì không vậy ông hai? Thì thấy
lời thầy nói thì nó rõ ràng, tổ tam châu hữu ngạn ly nhỏ xa, thì lời thầy nói mình diễn tả ra mình biết phải chỗ ba cái châu đó, thì nó đúng sự thật như vậy rồi. Nhưng mà không biết cái thế giới nó có diễn biến tới chỗ đó không, nhưng mà cái cuộc sắp tới thì tôi hiểu á, là cái bệnh dịch này á, nó chưa có chấm dứt, rồi nó cũng phải tiếp theo là bệnh á, là tầng khởi tầng ban hậu hận tiên diêu động, rồi nam quốc lương dân mới kiến linh xa, thì lúc đó tu cũng không kịp rồi. Phồn qua đô hội lưu gian quyết thì dư đảng dọc ngang cấp ma, thì lúc đó dầu tu cũng không kịp nữa. Để chừng sấm nổ gian tinh thì bá tánh năng năng đã muộn rồi, sao kịp. Cho nên phải đi trước, nếu muốn làm rẫy thì phải trồng trước, sau mới có quê lợi mà hưởng mà nhờ. Thì như vậy là tôi thấy cái cuộc diễn biến tới mà tin theo lời thầy ấy, thì làm gì cũng phải là miên nó cũng phải tràn xuống, nhưng mà ai xúi nó thì tôi không biết. Nhưng mà thầy có nói là tầng ban hậu hận tiên diêu động thì nam quốc lân dân kiến lên xa là phải có câu đó. Là bởi vì câu đó là từ cổ chí kim đều có nói hết, mà thầy cũng nói, mà xuống chỗ Tam Châu đó, thì ở miền bãi núi đó, thì như vậy là tôi nhận định đó là phải có. Nhưng mà nói giờ năm nào thì tôi không thể nói được. Qua lộ văn giáo đó. Qua lộ văn giáo máu tràn về sông, đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, đổi năm, đổi tháng, đổi trong ngày giờ. Đổi ông cha, đổi nhà thờ, đổi cồn, đổi bãi, đổi cờ năm ban. Thì như vậy đó là đổi thay hết. Bầu trái đất một phen linh chuyển. Cho nên phải nói cái câu là bầu trái đất một phen linh chuyển. Mà Đức Thầy cũng nói là chỉ còn sao rốt quả tầng, lại còn nội loạn muôn phần gớm ghê. Rồi đó, cái câu đó là câu đó của cậu hai nói hen. Thì đúng ra tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà đều bây giờ mình nghĩ theo cái chỗ đó thì nó đúng rồi. Nhưng mà mình nói ra không dám nói cho nó quá xác đời. Là giờ là ma tầng ba hậu hận đó. Sao ông hay sao tiên diêu động, rồi nam quốc lương dân mới kiến lên xa, thì như vậy á. Là gì, là cái cảnh khổ nó là nó sẽ tới, cảnh thảm khổ chiều mai sẽ tới, sẽ đến. Sao dân còn chiếu mến trần mê, đó là nói cho những người dốt lòng tu, còn tu lơ là thì họ thả trôi, thì họ sẽ bị vướng tất cả. Dạ, mắt thì, nhìn ngoại quốc thảm thê là đó đó. Dạ, thì trong giảng thầy hay là trong giảng của các vị thánh nhân cho biết là gió lai thì cõi cây rung, từ xa có vật không dung đẳng nào. Lúc này ở bên ngoài nó đang hỗn loạn với nhau như vậy. Rồi trong kinh, trong sách vở có để là vật chạy lăn xăng vật vật dậy. Vậy là có nghĩa là thời kỳ này nó đã đến rồi hả ông hai? Thì nó đúng, bởi vì vật dậy lăn xăng giặc vậy, tầm bậy đánh nhau tầm bậy đánh nhau, nước nào ở đâu đến đó, giận nghèo thấy khó giận nghèo, thay sát bá bèo, thay thác bá bèo, người thét bá bèo là cái câu đó ông ba nói, đâu đâu tan nát, người tan nát đâu đâu, thì cái câu đó thì ông ba nói đó là mình cũng chưa có khép vô ở chỗ nào, bị như thầy thì không có nói cái đó, mà cái đó của ông ba, của Phật Thầy Thầy An, là đệ tử của ông ba, còn cái chỗ mà nói cái gì? Tiên tri đấy hen. Tiên tri á thì đức thầy luôn, đức thầy cũng có cho biết là đức thầy tiên tri là nữa, nó từ cái lộ văn giáo đó, giáo văn thay phơi ngọn cỏ nó vô căn phật trời, thì câu đó ám chỉ cho những người tu giả dối hoặc là không tu. Cho nên bây giờ phải có bệnh dịch đi trước, rồi cùng, nếu không chịu tu cái chín chắn thì cùng đi chung với bệnh dịch, chứ không có gì lạ. Thì ai giờ ai biết đường thì sớm tổ đào kiếm đạo lý mà nhờ mà nhói. Bây giờ không kiếm nên mà nhờ nhói thì không tin tưởng thì không kiếm. Thì nữa là chịu. Chứ không có than trời trách đất, không ai cứu kịp. Phật đâu cứu kịp, lòng người ác gian là rồi. Quá hay. Còn ở theo như những cái comment cho họ hỏi đó là phái Bủ Sơn Kỳ Hương. Có liên quan gì đến bên Hòa Hảo, mà trong cái giảng của thầy thì có một đoạn là thầy ghi hàng dọc và hàng ngang là Bủ Ngọc Giảng Lai Gõ Đạo Màu Sơn Tầm Hạnh Thích Nẻo Cao Sâu Thì Giả Thức Tâm Tầm Đạo Lý Hương Thiện Đăng Lui Bãi Phục Cầu. Dạ, xin ông diễn giải vô. Cái Hương Thiện Đăng Lui Bãi Phục Cầu thì cái câu đó nó rốt ráo rồi mới Hương Thiện Đăng Lui. Nó qua cái thời kỳ này nó mới tới cái chỗ Hương Thiện Đăng Lui, là mình tu được chín chắn rồi thì tới thời kỳ đó mình sẽ khỏi về cái phần tu tướng nữa, mà mình chỉ cái nội tâm nó có đầy đủ rồi. Nhưng mà nói cái chỗ Phật Thầy Thái An và Đức Quỳnh Giáo Chủ á, thì tôi xin thưa
căn cứ theo cái mà lý lịch của thầy á, thì Phật thầy Thái An là ra đời năm Kỷ Dậu 1849 đó. Rồi Đức Quỳnh Giáo Chủ ra 1939 là vì lấy cái đó mà đo ngược lên á, thì biết Phật thầy Giang là mà là Đức Quỳnh Giáo Chủ thay thế Đức Phật thầy Giang đây. Nhưng mà trong bài lý lịch có nói hết trơn, cho nên có một thôi là tiền thân của Phật giáo Hoàng Hảo, tức là Bửu Sơn Kỳ Hương. Bửu Ngọc Giảng Lai Lõi Đạo Màu, cho nên thầy nói cái nào cũng có Bửu Sơn Kỳ Hương đúng hết. Nó có một thôi, Bửu Ngọc Sơn Trung Kỳ Hương Chí, Tứ Hải Bất Hòa Khởi Liên Giang, thì nó có một. Đó, cái câu đó là kết thúc cho Phật thầy Thái An và Đức thầy đó có một. Bởi vì cho nên thầy mới nói một câu là thương Lê Thứ Bài Tường trong đục mặt ý ai nha, phải thì làm lời của người di tịch núi Sam, chứ chẳng phải về điều quyến vặt. Đức thầy còn sợ ta không tin. Đó. Ồ, quá hay, con chàng con tay quá. Cảm ơn ông hai. Thì cũng có những cô bác cũng nói can chi cũng rất nhiều. Có người thì nói 2027, có người nói 2029, có người nói 2039. Thì theo như ông hai thì cái can chi chính xác là như thế nào, theo ông hai được lập luận học? Bây giờ tôi trả lời cái câu can chi chính xác dựa trên văn tự của Phật thầy Tây An và dựa trên văn tự của Đức Quỳnh Giáo Chủ Hòa Hảo. Đây nè, cái câu của Phật thầy Tây An nói năm 1849 mà ra đời đó, thì giảng ấy, có nói của ông ba nói, nhưng mà tôi quên cái xuất xứ là cái câu này, cho nên tôi mới bàn ra được cái câu thiên cơ: chốn dương gian âm phủ mấy miền đồng nhất lý. Thì dương gian âm phủ có một thôi, đồng nhất lý, nhưng mà chúng ta người tu là phải si tiền nhiệm nhiệm hậu. Là si tiền là si cái gì? Si tiền là si Bửu Sơn Kỳ Hương. Bửu Sơn Kỳ Hương ra đầu 1849, si tiền rồi nghiệm hậu. Rồi câu này là câu gì? Câu kế này mới nói là khó xét nổi nhị niên Kỷ Dậu là cái gì? Cái gì mà si tiền nghiệm hậu rồi mà khó xét nổi nhị niên Kỷ Dậu? Là gì? Không có xét nổi hai cái năm mà Kỷ Dậu là mà nhị niên, tức là hai năm, cho nên khó xét nổi. Nhưng mà tôi vẫn đưa ra trắng trợn là khó xét nổi, là bây giờ tôi đã xét nổi do cái câu đó, do cái câu của ông ba nói đó. Khó xét nổi nhị niên Kỷ Dậu mà khó trở ra mà có hậu có tiền. Cho nên vì cái chỗ mà có hậu có tiền, tôi biết hậu là ai. Hậu là Đức Phật thầy Thái An. Tiền là Đức Phật thầy Thái An. Tiền là Đức Phật thầy Thái An. Hậu là Đức Quỳnh Giáo Chủ mà cũng là Phật thầy Thái An. Bị gì nay khùng đã hết già quá trẻ, tức là chuyển lại Đức Quỳnh Giáo Chủ. Nay khùng đã hết già quá trẻ nên giữa động lại cái xong, thì đó là mãn cái nhiệm kỳ của Phật thầy đang. Cho nên đức thầy mình thì mới ra đời là 1939, thì bắt đầu từ can chi tôi đếm từ 49 cho đến 39 là 90 năm. Ha, từ cái con kỷ dậu ha, rồi đếm 9 cái kỷ này nữa, tức là 90 năm. Cho nên dựa trên căn bản không ai bẻ được. Từ cái kỷ dậu rồi đếm 9 cái kỷ nữa là nó đúng cái kỷ mão, tức là nó nửa cái con đường của Phật thầy và Tây An. Ông nghe rõ không? Nửa con đường của Phật thầy và Tây An đi. Nhưng mà cái khóa của Phật thầy và Tây An chung đó thì 180 năm là dứt. Cho nên ngày 29 năm 2029 đó là cuối cùng của cái bài bãi cái trường cái khóa huấn luyện này, đặng mình lên đời Thượng Quan Thánh Đức. Bởi mới có một cái câu là tức thời nhị niên giai tiền định quần lai thượng cổ mới bình niên. Tức thời là cái gì? Tức đây là mậu tức, mà hợi là cái gì? Là tân hợi, chứ không có cái gì nữa hết. Tôi dám khẳng định là mậu tức và tân hợi nó y với cái khuôn tôi nói. Mà anh em mới bác tôi hoài thì bác tôi cũng không buồn. Tôi mới nói dưới nãy, tôi nói mậu tức và tân hợi trong bài Lộ Chúc Cơ Quyền á, tức thời nhị niên giai tiền định quần lai thượng cổ mới bình niên, thì tức là mậu tức là mậu tức là nói gì là can
Ủa nói gì chi, mậu là chi, mà chữ tức á, chữ tức cũng là chi, mà chữ mậu á, là giáp ất bính đinh mậu là anh thuộc về can, thành ra can chi nó đi một, can á thì chữ mậu, ha, giáp ất bính đinh mậu là mậu, mậu kỷ canh tân nhâm quý là mừ, thì đó là can, còn chi á thì tức, ví dụ dần nào thìn tị ngọ mùi thân dậu tức, tức là mậu tức là can chi nó đi có cái một, rồi tới gì nó tân hợi mậu rồi mới tới mậu rồi mới tới tân hợi là hết việc, tức hợi nhị niên gia thiền định là tân hợi là hết việc rồi, rồi qua đời thượng cổ cuối thân dậu y như thượng cổ thì chúng nhân tranh hết khổ đến mai đế vương xuất thế là ngài dậu thân bình trị trong ngoài âu ca. Chứ không có gì lạ nữa mà tôi khẳng định, mà anh em nói tôi chặt thì tôi cũng ráng chịu. Bởi vì tôi là học trò, tôi có nói chặt thì ông thầy ông nữa, ông dạy lại hoặc ông điều chỉnh sao đó điều. Chứ tôi cũng không sợ tội, bởi vì nó việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn cho Trần Hạ Tường nơi lao lý, vì tôi sợ lao lý tôi phải nói lên cái hiểu biết của tôi. Đặng cho mọi người đều nghe, rồi có thể tin thì dựa vào đó sửa, mà không dựa thì chê bai quỷ bán gì thầy. Chứ tôi cũng dựa vào lời của thầy với Phật thầy tôi nói thôi. Tại sao Phật thầy nói câu này? Đây nè, Phật thầy nói, Bửu Sơn Kỳ Hương, mà Phật thầy nói gì? Bửu Ngọc Quân Minh Thiên Diệt Nguyên, Tung Hoành Độc, mình đâu biết. Sơn Trung Sư Mạng Địa Nam Tiền, Kỳ Niên Trạng Tái Tân Phục Quốc, Hương Sức Trình Sanh Tạo Nghiệp Yên, là Bửu Sơn Kỳ Hương nó xuống nó 4 hàng, nhưng mà mỗi hàng thì nó nắm về thất ngôn. Đây là Bửu Sơn Kỳ Hương, Ngọc Trung Niên Sức, Quân Sư Trạng Trình, ha, rồi Minh Mạng Tái Sanh, Thiên Địa Tân Tạo, phải vậy không? Rồi với Việt Nam Phục Nghiệp, rồi cái gì? Nguyên Tiền Quốc Yên là Thượng Cổ, là Yên, Quốc Yên. Rồi, thì mấy ông nào có coi sâu ấy thì biết. Tôi nói căn bản, tôi nói. Nó dựa trên văn tự căn bản. Còn ta không nghĩ tới, cũng như ta câu đó, người ta nói tu biết tỉnh, tu với tỉnh biết làm chẳng khó, rồi họ giải làm sao, họ giải. Mình giải làm sao, mình giải. Tỉnh là tỉnh làm sao. Mà biết làm là làm sao vậy đó. Nhờ ông hai giải cái đó, phần đó luôn. Cái gì? Tu biết với tỉnh biết làm chẳng khó. Thì nghe vậy có rà rõ rồi nè. Nếu lặng tâm, giữ thâm thanh tịnh làm việc nhân từ, không lòng hờn giận chẳng dạ ghét ganh, thì mày đâu có dính cái gì đâu ạ. Biết làm chẳng khó được rồi đó. Chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não. Giờ đây bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang thì cõi lòng sáng suốt, thì nàng vô bên sẽ diệt mất. Được không? Vậy nó có nghĩa vô đó hả Lạc Đề? Nói cho đúng chân lý thôi, mà anh em nghe không nghe thôi, chứ không phải nói để mà khoe danh, hay nói để mà tạo đồng tiền. Nhưng mà mình nói người, cái ông thầy mà ổng đi trị bệnh thì ổng chỉ có quê hồng. Còn mình nói cái này là tại anh em Đài Thọ, chứ mình thì không có nghĩ cái này. Nha. Nhưng mà xin hỏi ông hai, là Đức Thầy nói là con tầm mà nó còn làm nên kén. Cái đó Đức Thầy muốn mình, con người nó có cái trí tuệ thông minh sẵn. Mà tại vì danh lợi tình nó làm lấp, cho nên thầy mới giác đem con tầm. Mà mình thua con tầm với con vật là phải. Bị thú vật biết tu hành nó nứt, người sao chẳng dứt hồng trần. Cũng như Đức Thích Ca, mà tại sao ổng lên đài là gì, Điện Ngọc gì mà ông bỏ tu được. Còn mình có người ram nào mà đi không được, mà bỏ không được. Ý là so sánh cho mình biết, chứ không có lạ gì. Chứ không phải thầy dám nói xếp mình như con tầm, hay nói như con vật. Câu tiếp nữa. Kính thưa ông hai, thì hiện bây giờ thì tất cả mọi sự việc có đều đổ xô vào cái năm dần, mà ai cũng nói gì cái năm dần hết trơn. Vậy trong giảng thầy có cái câu nào để nói về năm dần nhiều chỗ bơ vơ, hay là sau đó khó khăn về năm dần không vậy ông hai? Cái đó thì chắc cái đó bên 11 hồi có nói năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng, rồi năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi mới lị tuôn dầm về. Tháng hợi là tháng nào? Năm mẹo, mà cái tháng hợi là tháng 10. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn ê hề thay thi. Trung ương rồng lộn là cũng ám chỉ ngay cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, cũng không ngoài của thầy. Sứ Hà Tiên với linh thiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiện một đàn hết thịnh, rồi lập nhân hoàng hội ra.
mà giờ quan năm là giáp thìn rồi, ủa quan năm tới nữa mới giáp thìn. Còn trong là ông bác Vật Lan thì ổng cũng nói giáp nữa, công đó cũng nói giáp nữa này. Có câu đó nữa, ổng cũng nói giáp thìn nữa. Giáp ất mất tiêu rồi, giờ thấy chỗ này thì câu đó không thuộc, câu đó của ông ba mày không thuộc. Thì cũng đem đồ nghề theo nữa hả? Cái này nó chưa nhừng. Phải có nha, công nghệ này có cái nào nó thuộc thì thôi, cái nào không thuộc phải mau ai. Dạ thì theo như ông hai thì là quả quyết là mình theo căn chi của mình thì là rồi. Vào năm 2027 không hai? 27 là thân. Ủa ai? Thân dậu thì 28. Thân. Thân. Dậu là kỷ dậu là 29. Bị gì chú biết không? Ông ba nói rõ rồi, mà thầy nói rõ, mà thầy đụng sát bên, mà thầy nói mình không mình nói không lẽ mà mới đặt bỏ dưa xuống, dưa mới lên lá đài rồi mà nhảy được ăn. Thành nên mình đắn đo chỗ đó, tới chừng bây giờ dưa nó bò, nó có trái rồi mình mới biết là đo lại thì với y rang như của Phật Thầy. Đó, bị gì Phật Thầy có nói, đến kỳ dậu đó, chốn dương gian âm phủ mấy miền đồng nhất lý mới si tiền phải nghiệm hậu. Si tiền là mình người tín đồ muốn tu hành thì phải si tiền nghiệm hậu. Nghiệm hậu là ai? Tiền là Phật Thầy, hậu là Đức Thầy, nhưng mà hậu cũng là Phật Thầy, bị có một mà. Tiền thân của Phật giáo Hòa Hảo là Bửu Sơn Kỳ Hương, nếu nói là nói vậy, bị gì có Bửu Sơn Kỳ Hương rồi mới có Phật giáo Hòa Hảo. Thì là hai cái đó có một, thì trong cái thời gian nó có 180 năm thôi. Thì ông Bửu Sơn Kỳ Hương vừa dứt là 1939, thì đến thầy đây cũng vừa dứt là 2029, thì cũng là 90 năm. Thì cũng là kỷ dậu nữa, bởi cho nên khó xét nổi nhị niên kỷ dậu là khó xét câu đó. Nhị niên kỷ dậu là nói cái gì? Nhị niên tức là 2 năm kỷ dậu, mà cái kỷ dậu trước là Phật Thầy. 1900-1849, còn kỷ dậu sau của Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng là Phật Thầy thì là 2029, cũng kỷ dậu luôn. Lật công sách coi can chi cũng kỷ dậu, tôi lật rồi, tôi đếm gì tôi đếm thì tôi không có lật, tôi không có cuốn sách đó, tôi đếm là đúng ai ra 9 năm 9 cái kỷ là nó ra 29. Kỷ dậu mà nói đây không ai tin, giờ không ai tin cái vụ đó. Vậy giờ người ta đâu có tin không, mà tin rồi làm sao, mà mới mua 100 công đất giờ tin là sao, mới cất cái nhà ngon lành quá rồi định ngày mai còn cất cái gì nữa, rồi giờ nói người ta đâu có nghe, thì người ta quýnh trúng lãng thôi kệ mình, người ta nói mình nói bậy cũng được nữa, không buồn. Không, mình muốn nói lên thì người ta có tin hay không, ai thì tin cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình dạy dỗ. Cũng như tôi thương anh em đó, anh em tu mà không biết cái thời gian, bởi tôi có nói câu này nè. Hồi đó giờ mấy ông không biết là lúa thường năm, giáp năm mới có mần lúa mùa, rồi bây giờ năm nay lúa thường năm có 3 tháng rưỡi, mà bây giờ mình biết 3 tháng rưỡi được ăn, bây giờ mình thấy mình xạ, hồi 3 tháng mới xạ thì mình chưa, ủa mới xạ thì 3 tháng rưỡi là mình không biết, rồi tính mình được 2 tháng rưỡi rồi, thì còn có 1 tháng nữa mình không biết sao, không biết nữa là banh xà đông sao, bây giờ biết rồi phải mua thuốc dưỡng hột, dưỡng dây, dưỡng lá, dưỡng gì đó dưỡng, ý tôi nói vậy thôi. Cho nên tôi mới nói thiên cơ, chứ không phải tôi khùng khiệu rồi tôi nói thiên cơ làm chi. Nói rằng rủ anh em giờ lúa thằng nông 2 tháng rưỡi rồi, còn có 1 tháng nữa rồi, bây giờ nó trổ rồi, hay hoặc giả nó sắp trổ. Ý vậy đó. Còn hồi đó không biết thì ông làm gì đó ông làm. Tôi nói cái đó dễ ợt mà cũng không chịu nghe. Mượn cái sự để dẫn lý mà chứ không chịu nghe, tại ta không thích thì ta không nghe. Kệ ai nghe thôi. Dạ, thì theo ý kiến của các cháu á, thì cũng đồng nhất với ông hai. Thì cũng qua cái mạng cộng đồng này thì giống như là khi mà một cái người đó mà từ cái địa điểm này mà đến cái nhà của người đó đó là 1 tiếng đồng hồ đi. Mà khi mà thiên cơ thời cuộc mình nói ra giống như là một cái trời mưa vậy đó. Thì trời mưa đổ xuống thì mọi người sẽ chạy về nhà nhanh hơn. Phải rồi. Ờ đó. Đúng rồi. Nó phải làm vậy đó. Hãy có mưa thì ai cũng phải riết về nhà, mà lỡ thì tính theo lỡ. Hạ quân mặt pháp rồi. Rút lưu rồi. Rút lưu ra là phải làm
tất cả mọi biện pháp để cho bà con tu anh chạy về nơi Phật nơi tiên để không còn sanh lão bệnh tử nữa. Thì cũng đồng nhất ý kiến của ông hai vậy. Dưới nữa là một cái điều thứ hai đó là trong giáo lý của thầy thì có những chỗ thầy nói thiên cơ rất nhiều, nhưng mà có hai loại thiên cơ, đó là một thiên cơ lật ngửa và một thiên cơ lật úp. Đâu chỗ nào nói coi, lật ngửa lật úp sao? Thiên cơ lật ngửa thì thầy nói là ngọn thủy triều nô nứt sụt sôi, một trái đất một khoen lương chuyển. Thì rõ ràng thầy nói là tại Biển Đông nó sẽ sụt sôi lên chiến tranh. Rõ ràng thầy lật ngửa, thầy lật ngửa. Còn những cái nào mà thầy lật úp giống như là ơ hớ hằng Nga dám hỏi đoan cớ sau khi phiết cấp để cho mình mò nha, lấy cái trí quá mà mò úp cái đó là mình có thể là không nói, hoặc là mình sẽ nói đọc chính văn thôi, mình không mình miễn bàn cái đó, miễn bàn. Còn cái vụ ở đây thầy mở ra thì mình có quyền mình nói theo cái ý của thầy mở ra. Thầy nói dòm lừng chờ lửa cháy liên miên, thì lừng chờ là ở giữa lừng chờ lửa cháy liên miên tiêu điều sẵn giặc điền viên đó. Đó là thầy nói, thầy mở mình có quyền mình nói không hay, mình có quyền cái đó quyền nói được. Thì ý của các cháu là như vậy đó ông hai, thấy đúng không hay? Đúng. Cái đó người ta hỏi thì mình đem cái sự thầy nói mình nói lên. Còn khi mình nói cái lý không thì nó thầy nói nó ngồi buồn dân dập chiếu manh. Ta cho bá tánh bức tranh vô hình thì nó đâu có hình tướng. Mình nói sao được. Còn manh chiếu là sao nữa không hai? Hả? Manh chiếu. Ví dụ bây giờ mình đang đang khổ rồi, ngồi buồn rồi. Ha, mình dân dập chiếu manh là nó có cái duyên. Cho nên mới thầy xuống đây dạy mình. Ta cho tánh bức thanh vô hình là dạy mình về phần vô vi không? Đạo vô vi Phật ăn cần nói với Thích Ca ngày trước. Chứ không có gì lạ. Nói theo Thích Ca ngày trước thì là không có hình tướng. Tu phải tránh cái hình tướng, nhưng mà không biết thì phải dựa hình tướng đi. Mà tới chừng biết đi rồi không có đi hình tướng nữa. Cũng như không biết đi rồi cha mẹ đâu có dắt không đi. Để hỏi một câu cuối cùng để kết luận đề tài thì chúng cháu xin hỏi ông hai là để đến việc phong ba biến chuyển, cảnh hồng trần tợ biển mênh mông mới là sợ chết nước mông, dạ, mà không ai cứu bởi lòng mát gian, dạ. Thì bị không lo trước. Nói tới đầu, ông nhớ tới đó. Ha, bị mình không lo trước cho nên để đến việc gian lưng mà chịu. Đó. Chứ Phật đâu cứu kịp cho người đi tới, cũng như trống chưa thùng thì mình chỉ tử dẫn trời trong. Trong ngóng mau mau thấy mặt rồng thì ráng tu trước đi. Bạn hổ danh đề tên chí sĩ, còn để tới bên rồi ông chờ ông trong cũng ai cứu được. Ý cái đó vậy thôi chứ không có gì. Cái đâu ngoài nghĩa đó. Nói ngoài nữa thì giải cho nó giải. Cũng như ông này nè, hồi đó giờ ông cũng đời, giờ ông nhớ lại ông bà cha mẹ có tu, giờ ông mới về đó ông mới tu nè. Ông mới gặp tôi với dễ gì, chừng nào mà tôi với ông mà gặp nhau. Mà gặp thôi tôi gãy giò tới giờ nhờ cái trạm cơm nữa nè. Em tôi hỏi sao mà ông quen tôi, ông biết tôi làm sao ấy. Ông nói nghe ông nói chuyện. Rồi từ từ ông thẳng mò. Ông nhìn nó có đá 500 nó rút vậy mà. Dạ. Rút lần vậy. Dạ thì cũng như cái lời cuối thì xin mời ông hai cũng khuyên với bà con. Lúc này là cũng cận kề rồi, khuyên bà con để tu hành. Ông hai xin mời ông hai. Khuyên với bà con trên cộng đồng mạng á. Thôi bây giờ, kính thưa quý vị đồng đạo trong nước và ngoài nước, tôi thì không phải là tài năng gì, nhưng mà sự nhận xét và hiểu biết của tôi nó có bề dài. Tôi nói, thầy có nói một câu là thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong bá tánh chẳng ngưa điên khùng, cho nên tôi về tôi mới lận 3-4 năm nay là biết thiên cơ chút đỉnh, đặng tôi đánh thức tôi trước. Ha? Rồi bây giờ tôi biết, thấy nó cũng, nó có cái thần, có lý đúng, cho nên tôi có cộng, có cái mà, cả cộng đồng mạng này ra tôi, anh em mới hỏi tôi mới nói, tôi không có hiểm gì mà tôi không nói. Mà tôi nói dầu anh em có chê bai hay cái gì đó tôi cũng không buồn nữa. Bởi vì cái nhận xét của mỗi người, ai biết tri việc phải cứ làm, sao mới biết ai phàm ai thánh. Thì bây giờ tôi chi phải tôi làm, mấy ông cho không phải thì mấy ông không tri tì mấy ông. Thì như vậy là tôi hiểu, tôi phải nói lên với anh em. Chứ không ích kỷ mà có lý nào mà ích kỷ của thân, không có ích kỷ. Cho nên ai nghe ai có đồng ý đồng thôi. Chứ không buồn phiền ai hết. Mà chính là tôi nói là tôi phải làm trước đó. Nhưng mà tôi nói tôi phải hiểu rồi tôi mới nói được. Mà tôi hiểu tôi làm thì tôi phải ráng làm y như cái lời tôi nói, chứ không có gì lạ. Mà bị gì tôi năm nay cũng đâu phải nhỏ, tôi không biết tôi sống được 2 ngày nữa hay là 2 năm nữa hay là 10 năm nữa cũng không biết. Chứ tôi thấy trên thế giới này, tôi nay 85, 86 thì tôi
có thể sống 10 năm nữa được. Mà tôi chưa chắc, tôi không dám nói câu nói đó. Bị gì tử thần đâu có biết mình rồi đó, giờ mình tu ít tu nhiều rồi. Ở trên trước biết cộng cho mình mãn hay là chưa mãn gì biết cho mình đâu có biết. Thành ra sống ngày nào mừng ngày nấy, sống ngày nào tạo phước duyên ngày nấy. Ráng mà bồi đức lập công ngày đêm tịnh niệm cho lòng sáng ra, biết bao cảnh nghịch cảnh hòa vào lòng nhẫn nại. Đó, tôi có vào lòng nhẫn nại để mà lướt đi. Kẻ thù hai mặt bao vi, thù đình nội cảnh được thù, thù đình ngoại cảnh được thù đi trong lòng. Đó, mấy ông biết cái đó cái gì không? Một mình mà tả đục hữu xong là chính tôi. Tôi tả đục hữu xong. Một mình tả đục hữu xong, phải lòng bình tĩnh và phải lòng hùng anh. Đây là câu này rõ nè. Thù trong thành với ngoài thành, mà thù ngoài dễ giữ nhưng khó gìn thù trong. Ấy là sáu giặc tại lòng. Nó thường quen thói mà tư thông với sáu trần. Thì như vậy là do sáu căn sáu trần không? Mà diệt lục căn đừng nhiễm lục trần, thầy đã nói. Mà tôi đó tôi còn nhiễm. Mà mới giờ thôi, mới đây thì tôi cũng tu rồi mà tôi mới thấy được cái này. Thì tôi mới ráng làm. Bởi vì tôi thấy, cái thấy của tôi như vậy đó. Thấy được tâm mới làm. Thấy tâm chuyển tâm. Xét tâm, thấy tâm xét tâm. Thấy tâm chủ tâm. Xét tâm chuyển phàm ra thánh tự làm lấy ta. Thì ra câu đó của con ai? Tâm và cảnh phải thấy ra. Nhưng tâm và cảnh phải thấy ra đó, và thấy tâm thấy cảnh đó. À, ông nói câu đó, ông nhắc tôi đó, tôi muốn quên câu đó. Hiện xưa như việc hiện thời vẫn là... Vẫn là nhớ hết, nhưng thôi không có làm. Mà hồi đó ông ưỡn đưa lên tôi là nhưng thôi không làm, tôi nói chặt lắc. Khi người làm chủ được tâm tự do... Tự do không cảnh nào làm mê. Tâm mê hết. Tại mình chứ khá chấp nê, hãy xem sang chẳng. Hề mình chấp. À. Xem không có chê bùng lầy, mà mình tại mình chấp nê, thành ra như nên mới có vậy. Dạ, tại mình thôi. Dạ. Tại mình không à? Dạ, thì khi kết đề thì cũng như chuyến trước thì cũng mong... ông hai tặng cho chúng cháu một đoạn giảng ngắn ngắn. Ngắn ngắn thì một đoạn nào cũng được. Bây giờ ngắn ngắn bây giờ thôi, đoạn cái đoạn quyển gì hay sao? Dạ dạ rồi, xin mời ông đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin nói lên những cái lời của Đức Thầy ở trong cái quyển nhì, gom ý nghĩa trong cái câu chuyện đang nói nãy giờ, là thời kỳ nó đã sắp rốt rồi. Các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Các chư thần từng vạn năm canh, về thượng giới tu qua thượng đế. Số tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít ơi. Hội công đồng xem xét hẳn hòi, sai chữ tương xuống rằng trần thế. Đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ đây lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bạo ác không toàn tánh mạng. Đường đạo đức chớ nên chán nản, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá hay. Rồi nhiêu đó, nó rút kết trong cái câu chuyện tôi nói đó giờ đó. Tôi phải ông kết.